Jim Rohn Bí quyết để thành công trong kinh doanh theo mạng Wow, chào các bạn, tôi là Jim Rohn Và bây giờ tôi sẽ chia sẻ với các bạn Một số chìa khóa quan trọng nhất giúp tôi thành công với lĩnh vực kinh doanh theo mạng Như tôi đã chia sẻ với các bạn Khi tôi 27, 28 tuổi Tôi đã kiếm được 30 đến 35 ngàn đô mỗi tháng từ kinh doanh theo mạng và bạn hình dung số tiền này tại thời điểm đó, hoàn toàn là số tiền rất lớn, không hề nhỏ. Và sau đây, ngày hôm nay tôi sẽ chia sẻ với bạn chính xác những chìa khóa quan trọng nhất, những điều quan trọng nhất đã giúp tôi đạt được kết quả như vậy. Điều đầu tiên, tôi muốn chia sẻ với bạn đó sự lựa chọn đúng. Sự lựa chọn đúng rất quan trọng. Sự lựa chọn đúng sẽ quyết định bạn đi về đâu. Với tôi đó là lựa chọn kinh doanh theo mạng. Tại sao kinh doanh theo mạng với tôi đó là một lựa chọn đúng? Bởi vì với kinh doanh theo mạng, bạn có thể bắt đầu nhỏ nhưng có thể xây dựng nên một sự nghiệp, một đế chế rất lớn. Tôi xin nhắc lại, với kinh doanh theo mạng, bạn có thể bắt đầu nhỏ nhưng có thể xây dựng nên một sự nghiệp, một đế chế rất lớn bạn hãy bắt đầu bằng một người, hai người, ba người, bốn người, năm người cùng tham gia với bạn, hoặc bạn có thể bắt đầu với bốn người khách hàng, năm người khách hàng, sau đó mở rộng ra bốn mươi, năm mươi khách hàng, một cách bắt đầu rất nhỏ, rất từ từ, rất nhỏ như vậy. Bí quyết của kinh doanh theo mạng đó là ta hãy làm việc nhỏ, đơn giản, nhưng mà tạo sự nhân bản sao chép. Và việc của ta đó đi kết nối, chia sẻ và giúp cho mọi người có phương tiện, có sản phẩm, có dịch vụ tốt để sử dụng. Và sau đây tôi sẽ chia sẻ với bạn về triết lý để thành công giúp các bạn ngày hôm nay. Bất kể các bạn trong lĩnh vực kinh doanh theo mạng, được bao nhiêu đâu, các bạn đang trong cái môi trường nào, bạn đều có thể đạt được thành công. Điều thứ nhất, để thành công thì điều đầu tiên đó là bạn phải học thêm các kỹ năng mới. Giống như tôi, kỹ năng đầu tiên tôi học được đó là kỹ năng vắt sữa bò. Nhưng các bạn biết rồi đó, với kỹ năng này không trả cho tôi nhiều tiền. Và cái người cố vấn của tôi dạy rằng, gì mà, anh muốn kiếm thêm thu nhập, anh phải học hỏi thêm các kỹ năng mới. Bạn hãy hình dung trong thế kỷ 21 này, những cơ hội nó đến xung quanh bạn là vô số. Và nó luôn xuất hiện xung quanh bạn. Nhưng có điều là bạn đã đủ cái kỹ năng, đủ kinh nghiệm, đủ tầm nhìn và nhìn nhận và phát hiện ra những cơ hội đó hay không chưa? Bạn hãy hình, hình dung ra những công ty kinh doanh theo mạng và những công ty lên 1 tỷ đô, 2 tỷ đô trên một năm. Nhưng điều này chưa là gì cả của các bạn. Một công ty kinh doanh theo mạng đạt doanh số 1 tỷ đô, 2 tỷ đô trên một năm. Nó giống như một hạt cát trên sa mạc vậy. Nếu công ty nào đó đạt 3 tỷ đô trên năm, thì tức là được 3 hạt cát so với tiềm năng vô cùng lớn của lĩnh vực kinh doanh theo mạng. Wow, hiện nay có số người quan tâm đến sức khỏe, xác diện là bao nhiêu? Bạn thể làm một phép tính được không? bao nhiêu người trên thế giới này họ đang quan tâm tâm đến sức khỏe, sắc diện. Tôi nghĩ rằng con số này càng ngày càng tăng cao đó các bạn. Do đó, điều đầu tiên là cần phải học thêm các kỹ năng mới. Ok, khi tôi bắt đầu vào kinh doanh theo mạng, tôi đã học thêm những kỹ năng. Và kỹ năng đầu tiên tôi học thêm sau khi tôi bắt đầu kinh doanh theo mạng, đó là tôi học cách để bán hàng. Kỹ năng đầu tiên tôi học cách để bán hàng. Rồi tôi học cách để trình bày để giới thiệu kinh doanh và sản phẩm với khách hàng và những đối tác của tôi. Vậy giờ đây, tôi đã có mấy kỹ năng, có hai kỹ năng phải không ạ? Kỹ năng vắt sữa bò và kỹ năng bán hàng. Vậy tôi đã có hai kỹ năng. Wow. Tiếp theo là tôi học kỹ năng tuyển dụng. Tôi học cách để mời người cùng tham gia cộng tác phát triển kinh doanh cùng với tôi. Bạn hãy nhớ rất rõ bất kể bạn ở trong một cái công ty, một đối tác kinh doanh kia theo mạng nào. Hoặc bạn đang sống ở đâu, thì kinh doanh theo mạng có thể tạo ra thu nhập theo hai cách khác nhau. Thứ nhất là trực tiếp từ những sản phẩm do chính bạn chia sẻ và bạn bán cho khách hàng. Và thứ hai là đến từ doanh số của những người trong đội nhóm của bạn và bạn nhận được hoa hồng từ việc chia sẻ của họ. Và khi tôi hiểu rằng với kinh doanh theo mạng, họ chỉ trả tôi theo hai cách như vậy. Một là bán lẻ, hai là xây dựng, tuyển dụng do đó tôi biết rất rõ cái việc tôi cần phải tập trung đó là gì tôi biết rõ rằng vậy tôi phải tập trung vào phân phối và tuyển dụng đội ngũ những người đồng nghiệp đồng đội với tôi và có một điều rất hay trong cái trang mạng bạn hoàn toàn được lựa chọn cái số tiền thu nhập bạn muốn tạo ra bạn hãy dùng cái bút viết ra rất rõ cái con số đó và sau đó bạn truy ngược trở lại xem bạn cần tuyển dụng bao nhiêu bạn cần bán bao nhiêu hàng cần chia sẻ bao nhiêu sản phẩm cho khách hàng rất rõ trong kinh doanh theo mạng kinh doanh theo mạng là một ngành kinh doanh có thể dự đoán trước được tiên đoán trước được cái đầu ra cái thu nhập của bạn là bao nhiêu chỉ cần bạn biết rõ số tiền bạn muốn đạt được sau đó bạn truy ngược lại với số tiền này tôi cần tuyển dụng bao nhiêu người với số tiền này tôi cần có doanh số bao nhiêu đó là điểm hay nhất của kinh doanh theo mạng và khi tôi học được điều này tôi biết triết lý này thì tôi đã tìm ra câu trả lời và giải pháp giúp chính tôi trở nên giàu có và thịnh vượng bằng cách tập trung vào tuyển dụng à, và các bạn giờ để tôi thấy rằng một trong những điều mà tuyển dụng là điều quan trọng một trong điều quan trọng nhất của kinh doanh theo mạng nhưng đây cũng là một rào cản lớn nhất của rất nhiều người đã đã và đang làm kinh doanh theo mạng tôi hiểu sự khó khăn đó tôi hiểu thử thách đó với các bạn do đó hôm nay tôi dành thời gian để chia sẻ các bạn về một số bước mà tôi đã áp dụng tạo ra kết quả rất hiệu quả một đột phá kinh doanh tham mạng của tôi nhờ việc áp dụng những cái bước này để giúp tôi tuyển dụng một đội ngũ rất lớn và tôi sẽ chia sẻ lại các bạn các bạn sẵn sàng chưa các bạn đã sẵn sàng nó sẵn sàng và chuẩn bị sổ bút để ghi xuống bước thứ nhất bạn mời mọi người tham khảo cơ hội của bạn bước một mời mọi người tham khảo cơ hội của bạn khi tôi chia sẻ với mọi người tôi nói với họ rằng tôi không quan trọng là bạn có gia nhập có tham gia cùng với đội ngũ bán hàng hoặc là mua hàng của tôi hay không và tôi chỉ muốn cho bạn xem tham khảo những điều tôi đang làm những thứ tôi đang giúp người khác bởi vì tôi không làm điều này thì có thể trong vòng một năm nữa khi mà tôi trở nên giàu có và thịnh vượng khi đó bạn có thể là người bạn thân người anh người em người chị của tôi và rất có thể bạn gọi tôi bạn trách rằng Jim mà tại sao anh thì làm một cái cơ hội tốt như vậy mà anh không chia sẻ với tôi mà anh lại đi làm một mình Tôi không muốn điều đó xảy ra. Tôi không muốn nhận những lời phàn nàn, trách móc như vậy. Tại sao anh không chia sẻ tôi về cơ hội tốt như vậy mà anh chỉ nằm một mình, anh trở nên giàu có hơn mình. Do đó tôi không muốn điều đó xảy ra. Nên ít nhất tôi sẽ chia sẻ bạn thông tin. Tôi muốn bạn dành thời gian để xem tham khảo cái điều đó. Và tiếp theo, tôi học cách để có một đời mời tốt, một đời mời hiệu quả. Và đây là lời mời của tôi và tôi khuyên mọi người những cái ý chính giúp mọi người được một lời mày tốt. Tôi sử dụng lời mời của mình, tôi học cách tạo ra lời bài tốt bằng cách đặt ra những câu hỏi. Đầu tiên tôi sẽ hỏi một người, nếu anh ta là ứng viên của tôi, tôi sẽ hỏi anh đã tìm ra cơ hội để giúp anh có đời sống tài chính vững mạnh cho bản thân và do gia đình chưa? Câu nhất hỏi, anh đã tìm ra cơ hội để giúp anh có đời sống tài chính vững mạnh cho bản thân và gia đình hay chưa? nếu câu trả lời của anh ta là chưa thì tôi hỏi ngay câu tiếp theo vậy thì anh có đang chủ động để tìm kiếm một cơ hội để giúp anh có sự chủ động vững mạnh về tài chính cho bản thân và gia đình hay không đó là câu hỏi thứ hai anh có đang chủ động tìm kiếm một cơ hội như vậy không nếu câu trả lời của người kia là không thì tôi sẽ nói tiếp và cho anh ta một cái điều tiếp theo hãy để tôi nói cho bạn một lời khuyên nếu bạn muốn nghe, hãy nghe lời khuyên này của tôi. Mà lời khuyên này có thể bạn chưa từng nghe từ ai bất cứ ai đó. Một lời khuyên rất đặc biệt. Nếu anh vẫn chưa tìm thấy cơ hội để giúp anh có sự tự chủ, tự do về tài chính cho bản thân và gia đình, thì lời khuyên của tôi dành cho anh đó là anh phải trở thành một người chủ động tìm kiếm cơ hội mỗi tuần, mỗi tháng, mỗi năm để giúp anh đạt được mục tiêu đó. Đó là lời khuyên tôi dành cho anh. Và đương nhiên rồi, nếu bạn chấp nhận, bạn hiểu, bạn muốn cái lời khuyên tôi trở thành hiện thực, Thế đây tôi có thể chỉ cho bạn về một cái cơ hội mà tôi đang có. Tôi sẽ mời anh tham gia vào buổi buổi chia sẻ cơ hội kinh doanh, chia sẻ về sản phẩm, chia sẻ về mô hình kinh doanh của tôi. Và nếu anh tham gia buổi chia sẻ cái cơ hội đó của chúng tôi và nghĩ rằng nó không phù hợp với anh, thì này khuyên của tôi dành cho anh đó là anh tiếp tục tìm kiếm cơ hội phù hợp hơn dành cho anh và gia đình. Không quan trọng anh tham gia cùng tôi hay không. Tôi chỉ muốn chỉ cho anh thấy, anh thấy rằng cái cơ hội tôi đang có giúp mọi người có sự tự chủ về tài chính như nào cho bản thân gia đình. Anh có đến tham dự và anh tìm hiểu. Đó một lời một lời bài rất là hiệu quả và tôi áp dụng trong suốt thời gian mà tôi xây dựng cái doanh theo mạng. Bạn hãy chủ động hỏi họ và hãy chủ động đưa ra lời khuyên cho họ và sau đó một cách nhẹ nhàng không có áp lực hãy chủ động mời họ tham dự và họ để họ tham khảo xem họ thấy phù hợp hay không nếu phù hợp lại chia sẻ tiếp nếu không thì hãy nói rằng họ tiếp tục tìm cơ hội khác rất đơn giản như vậy bạn không có áp lực không nỗi sợ không áp lực chia sẻ với bạn họ với họ một cách nhẹ nhàng như vậy Hả? đó là về lời bời. và tiếp theo tôi chưa học tôi học được cách để trình bày học cách trình bày các bạn theo cách để trình bày có hai cách hai kiểu trình bày. Cách trình bày nhất là trình bày trực tiếp một một. Có thể được gặp họ ở quán cà phê, được gặp họ ở, ở một cái nơi nào đó, một cái uh, nơi nào đó một một với nhau ngồi nói chuyện với nhau, tôi chia sẻ với họ cách một một ngắn gọn thông tin và giới thiệu họ một cách đơn giản đó trình bày một một, một, một cách trình bày bình thường. Và sau đó tôi học cách để trình bày ở những hội hội thảo như chương trình lớn vậy là bây giờ tôi tôi đã, tôi đã có mấy kỹ năng tôi có kỹ năng bán hàng tuyển dụng vậy tổng tổng cộng tôi có ba kỹ năng một vắt sữa bò hai bán hàng ba tuyển dụng và tiếp theo kỹ năng tiếp theo của tôi đó là kỹ năng tổ chức và trong kinh doanh theo mạng thế nào là kỹ năng tổ chức đây là kỹ năng quan trọng bạn cần học tập nếu bạn muốn kiếm được rất nhiều tiền trong kinh doanh theo mạng kỹ năng tổ chức trong kinh doanh theo mạng đó làm cho Mọi người có một cái môi trường có thể làm việc cộng tác cùng với nhau Và bạn tạo ra một cái đội nhóm, một cái môi trường, một cái tổ chức để họ có thể làm việc với nhau Họ có thể đồng hành với nhau, cộng tác với nhau Và trong đó họ chia sẻ những câu chuyện về thành công, những bài học về thành công Và bạn sẽ không biết câu chuyện nào, câu chuyện của ai sẽ Chạm đến trái tim của những người ứng viên, chạm đến trái tim của những người khách hàng Bạn không biết được điều đó Do đó việc bạn cần tổ chức ra một đội ngũ Cùng hoạt động hướng đến những mục đích chung cùng chia sẻ những câu chuyện, cùng giúp nhau phát triển. Bởi vì quy luật của thành công đó là khi có 2 đến 3 người đồng tâm cùng tầm nhìn thì không có gì ngăn cản được họ. Tôi nhắc lại, khi anh có một nhóm 2 đến 3 người cùng tầm nhìn, cùng quyết tâm, cùng tầm nhìn thì không có gì ngăn cản được thành công của họ. Vậy, với kinh doanh theo mạng, bạn có thể bán hàng và tuyển dụng bằng cách áp dụng những điều tôi vừa chia sẻ. Và khi bạn có một cái đội ngũ Bạn tổ chức được đội ngũ như vậy Thì bạn hình dung bạn có thể bạn bán hàng Ngay cả khi bạn chưa có nhiều trải nghiệm sản phẩm Bạn có thể tuyển dụng ngay cả khi bạn chưa có nhiều thành công Bởi vì sao trong network marketing Trong kinh doanh theo mạng bạn làm được điều đó Rất khác biệt so với bên ngoài Bởi vì ở kinh doanh theo mạng Bạn có thể học cách thu lượng Và chất nọc những câu chuyện Kể lại cho ứng viên của mình bạn có thể học câu chuyện, nghe những câu chuyện người khác, sau đó bán những câu chuyện đó. À, tôi vừa biết một cơ hội cho phép những người bình thường làm chủ tài chính của mình. Tôi có một anh bạn, anh ta vừa mới uh, đang làm một về IT, anh ta bắt đầu kinh doanh theo mạng anh đã kiếm được tiền anh đã bắt đầu có tự chủ tài chính anh ta là người rất bình thường bạn lại học cách tìm kiếm và chắt lọc câu chuyện xung quanh bạn những câu chuyện thành công của kinh doanh theo mạng những người bình thường họ thành công như thế nào để bạn chia sẻ lại với người khác và đó là cách giúp bạn phải tuyển dụng chiêu mộ được người khác ngay cả khi bạn chưa có thành công lớn trong kinh doanh theo mạng đó các bạn và cái tiếp theo đó là tôi học cách để cổ động để cổ động và cái khía cạnh đầu tiên của cổ động tôi muốn chia sẻ với bạn đó là vinh danh. Công ty, đội nhóm lớn của bạn có những chương trình vinh danh rất lớn. Họ có những chương trình vinh danh lớn. Còn tôi, bí kíp của tôi đó triển khai, tôi triển khai những vinh danh nhỏ. Và tôi chúc mừng những người bạn tôi hàng ngày. Bất kể khi nào họ có những bước tiến mới, tôi chúc mừng bạn vì bạn có thêm một người khách hàng. Tôi chúc mừng anh vì anh có thêm 5 người đối tác trong tháng này. Tôi chúc mừng anh vì anh tuyển dụng được 6 người trong tuần này. Tôi chúc mừng anh vì anh vừa mới bắt đầu một bộ sản phẩm. Tôi làm những việc rất nhỏ, tôi vinh danh họ thành thứ nhỏ nhất, nhỏ nhất như vậy. Đó là bí quyết của tôi. Bạn không phải đợi đến khi một cái hội thảo lớn của công ty, một sự kiện rất lớn của công ty mới đợi được vinh danh, mà chính bạn hãy học cách để vinh danh, để tôn vinh những thành quả nhỏ, những bước đi rất nhỏ, những bước tiến nhỏ của đội nhóm của bạn mỗi ngày. Đó là bí quyết của bạn. Điều này rất nhiều người không làm. Là chính là bí quyết giúp bạn xây dựng một đội nhóm vững mạnh và tôn trọng. Và giúp đỡ nhau phát triển, tạo được mỗi ngày Bằng cách vinh danh những thành tựu nhỏ, những bước đi nhỏ của họ Tiến nhỏ mỗi ngày như vậy Và tiếp theo là cổ động cho sự kiện của công ty Bây giờ tôi đã học được 5 kỹ năng vắt sữa bò Bán hàng, tuyển dụng, tổ chức và cổ động Kỹ năng tiếp theo tôi cần phải học Đó là kỹ năng về giao tiếp Kỹ năng giao tiếp trong kinh doanh thương mạng Là một trong kỹ năng tối quan trọng, cần thiết Bạn cần phải có Bạn phải học cách để dùng ngôn ngữ của mình để giúp cho mọi người hình dung ra những điều mà họ chưa đạt được. Và bạn cho họ thấy những điều họ chưa thấy. Và đây tôi hay uh, có một câu châm ngôn tôi hay chia sẻ với bạn tôi, những người đồng đối tác tôi kinh doanh trên mạng. Đó là việc chúng ta trong kinh doanh theo mạng, đó là cho những người mù thấy đường, cho người chưa thấy, họ thấy. Và cái thấy của họ đây bằng hai cách khác nhau. Cái thấy thông thường bạn có thể nói rằng họ thấy bằng con mắt đúng không? Như điều đó chưa đủ bằng ngôn ngữ bằng giao tiếp bằng cử chỉ bạn phải cần cho họ thấy bằng cái suy nghĩ của họ bằng trí tưởng tượng của họ bằng cái tầm nhìn của bạn do đó trong giao tiếp trong kinh doanh nhà mạng bạn phải giúp họ điều đó thấy bằng mắt thường và thấy bằng trong tâm trí của họ hiện độ rõ trong tâm trí của họ đó là cái thấy tôi muốn dùng giao tiếp để chia sẻ với mọi người làm sao bạn có thể nhắm mắt lại và bạn vẫn thấy cơ hội Làm sao bạn giúp họ có thể nhắm mắt lại và họ tìm nhìn thấy tiềm năng Làm sao họ nhắm mắt lại và họ vẫn có thể hình dung ra thành công của họ Thì đó là bạn đang giao tiếp thành công Và đây tôi để làm điều đó tôi sẽ chỉ cho họ mấy cái điểm cốt yếu cốt yếu trong cái, cái lĩnh vực này như sau Một tôi chỉ cho họ thấy được cái vấn đề Tôi chỉ ra rằng họ là Anh đang thừa 10 cân 20 cân, 50 cân. Ở anh đang gặp vấn đề về tài chính, anh đang không có thời gian, anh đang không có đủ sức khỏe dành cho gia đình. Đó, tôi chỉ cho họ thấy vấn đề của chính họ. Và tôi đặt nó theo cái mức độ khác nhau. Ví dụ một người thừa 10 cân, tôi nói rằng ở mức độ cảnh báo. Thừa 20 cân, đó mức độ nguy hiểm. Thừa 30 cân, tôi giặc đặt là mức độ báo động. Hoặc trong tài chính, trong sự tự do, thời gian vậy. Tôi đưa ra cái mức, theo cái nấc thang như vậy thì họ biết rất rõ họ nhận ra rõ cái vấn đề họ đang gặp phải là gì cái thực tế của họ là gì rất quan trọng và khi bạn thấy chỉ ra cho họ và tự họ ý thức được cái vấn đề bạn họ đang gặp phải thì họ sẽ chủ động họ hiểu điều đó rất nhiều họ chủ động đi tìm kiếm cái điều để giải quyết vấn đề đó và sau đó tôi chuyển sang bước thứ hai chia sẻ với họ về giải pháp ở đây bạn lưu ý tôi chia sẻ với họ về giải pháp tôi không chia sẻ với họ về sản phẩm ở đây tôi bán là bán giải pháp, tôi không bán sản phẩm. Ở đây tôi có một giải pháp toàn diện. Bạn lưu ý, giải pháp toàn diện giúp bạn giải quyết được vấn đề về cân nặng. Tôi <laughs> có một giải pháp toàn diện giúp bạn có thể có một đời sống tài chính vững mạnh cho bản thân và gia đình. Đó. Và tiếp theo là tôi cho họ thấy rằng là họ đang thiếu đi một cơ hội, một cái phương tiện giúp cho họ để đạt được những mục tiêu đó tự chủ về tài chính họ đạt được cái vóc dáng sức khỏe thon gọn đẹp đẽ tôi nói rằng về như vậy rằng họ đang thiếu đi một phương tiện một cơ hội và đó là ba cái ý chính tôi sẽ chia sẻ với mọi người về việc giao tiếp giúp họ hình dung rất rõ nhận diện rất rõ họ đang ở vị trí nào họ cần làm gì và giải pháp là gì và tiếp theo tôi sẽ dùng những câu chuyện Tôi sẽ dùng câu chuyện phù hợp về sản phẩm, về kinh doanh, về thành công để tôi kể với họ, tôi bán cho họ câu chuyện đó. Ở đây cách bạn có thể những câu chuyện trong, trong kinh doanh theo mạng là rất quan trọng. Cách bạn có câu chuyện là ra sao? Thứ nhất, bạn phải tạo ra câu chuyện của chính mình. Tạo ra câu chuyện chính mình về sản phẩm được chuyển đổi ra sao, về kinh doanh bạn được chuyển đổi như thế nào. Đó câu chuyện của chính bạn. Hoặc bằng cách nào đó bạn để đi sưu tầm những câu chuyện của những người khác và bạn phải sưu tầm càng nhiều những câu chuyện thành công càng tốt và hãy theo lời khuyên này đề nghị của tôi dành cho tất cả những người kinh doanh theo mạng đó các bạn hãy tạo ra một cái thư viện về những câu chuyện chuyển đổi hãy tạo ra thư viện những câu chuyện chuyển đổi những cái câu chuyện thành công những câu chuyện được chuyển đổi về sức khỏe và sắc diện của của khách hàng hoặc đến chính bạn khi bạn có những người khách hàng hãy tận tâm trong sách chăm sóc họ Hãy chăm sóc họ để giúp họ tạo ra câu chuyện chuyển đổi của chính họ Và việc bạn đã sưu tầm lại câu chuyện đó Tôi có một người khách hàng Anh ta thừa 20kg Anh ta sau một thời gian sử dụng Anh ta trở thon gọn Thân hình 6 mũi Tôi có một người chị Người ta đang làm một người giáo viên Người ta sau một thời gian kinh doanh cho bạn Họ trở nên tự tin hơn Nong lượng hơn Và họ dần tự chủ tài chính Bạn sưu tầm được câu chuyện đó Hãy nhớ Nếu bạn chỉ bán sản phẩm Bạn có thể kiếm thêm thu nhập còn nếu bạn biết cách để bán câu chuyện chuyển đổi bạn có thể tạo ra cả một gia tài hãy nhớ nếu bạn chỉ bán sản phẩm bạn có thể kiếm thêm thu nhập còn nếu bạn biết cách bán câu chuyện chuyển đổi bạn có thể tạo ra cả một gia tài rất quan trọng. Và điều tiếp theo trong kỹ năng giao tiếp đó là giúp cho họ thấy được một phiên bản tốt hơn, hoàn hảo hơn nằm ngay trong chính con người họ. Bằng cách nào đó, mọi người thường tự ti, thiếu tự tin vào bản thân mình. Do đó bằng giao tiếp, bằng sự hình dung liên tưởng, bạn cần phải chỉ ra cho họ thấy rằng trong bản thân họ có một phiên bản tốt hơn, năng lượng hơn, tự tin hơn đang nằm ẩn ngay trong cái con người họ để giúp họ vượt qua quá khứ, giúp họ hướng đến tương lai, để họ thấy được những điều họ chưa từng thấy ở chính bản thân mình. Điều đó rất quan trọng. Và cuối cùng, đó là bạn được trả tiền không phải bằng thời gian bạn dành dành ra, mà bạn được trả bằng giá trị bạn trao ra cho thị trường. Tôi nhắc lại, số tiền cái thu nhập của bạn được trả không được tính bằng thời gian bạn dành ra bao nhiêu đâu, mà tính bằng giá trị bạn trao ra cho thị trường và trong kinh doanh theo mạng, cái giá trị đó tính bằng bao nhiêu người bạn giúp được. tôi nhắc lại, cái giá trị đó trong kinh doanh theo mạng đó là bao nhiêu người bạn giúp được họ qua nhờ bạn mà họ trở nên thành công hơn, họ trở nên có sức khỏe tốt hơn, có vóc dáng tốt hơn, họ thành công hơn, họ tự chủ về tài chính. bao nhiêu câu chuyện được chuyển đổi qua chính bạn, thì đó là cách bạn được trả thu nhập rất lớn trong kinh doanh theo mạng. oh wow, các bạn, chúng ta đi cùng nhau một hành trình khá là dài và đây là những kinh nghiệm, những cái bài học, những bí quyết mà chính tôi đúc rút lại và giúp tôi thành công trong kinh doanh theo mạng rất lớn và tôi tin rằng nó vẫn còn nguyên giá trị đến tận ngày hôm nay do đó hôm nay tôi đã dành thời gian chia sẻ này với các bạn bất kể các bạn mới bắt chân bắt đầu vào con đường kinh doanh theo mạng bạn đã có kinh nghiệm hoặc bạn đã thành công lớn hãy một lần nữa ngồi xem lại và nghe lại những cái câu chuyện, những cái bài học của tôi vừa kể với các bạn bởi vì đây là những cái điều cốt lõi chính yếu nhất của kinh doanh theo mạng những cái về hình thức có thể thay đổi internet có thể thay đổi mạng xã hội có thể thay đổi nhưng cái cái nguyên tắc thì không bao giờ thay đổi các bạn hãy nhớ điều đó và một lần nữa xin cảm ơn các bạn đã theo dõi cái chương trình của tôi và rất vui có dịp được đồng hành với bạn trong chương trình này và hẹn gặp lại các bạn trong các chương trình tiếp theo chúc các bạn luôn vững tin có một niềm tin lớn và kinh doanh mạng và tiếp tục bước đi trên con đường này trên hành trình giúp đỡ chính bản thân mình và giúp đỡ hàng ngàn người khác có cuộc sống chất lượng tốt đẹp đẹp hơn xin chào các bạn và xin hẹn gặp lại